Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên nhiều tuyến đường giao thông vẫn xảy ra phổ biến tình trạng các xe đón trả khách tại những địa điểm không đúng nơi quy định, dẫn đến gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và dễ gây ra tai nạn. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền tình trạng xe đưa đón trả khách không đúng nơi quy định, mức xử phạt điều khiển xe mô tô đón trả khách không đúng nơi quy định, căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 100-2019 và Nghị định 123-2021, xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ như sau. Vụ tai nạn xảy ra hồi 16 giờ ngày 16 tháng 2 tại dốc kênh xã Đại Tập, va chạm giữa xe ô tô chở gạch và xe máy khiến một người bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển kiểm soát 89F2-9917 do anh Phạm Văn Phúc ở thôn Lãnh Điền, xã Đại Tập điều khiển. Khi đi đến đoạn đường trên thì gặp chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 88C17012 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 88R00810. Chiếc xe chở đầy gạch đã va vào xe máy do anh Phúc điều khiển, khiến anh bị thương nặng. Người dân đã kịp thời đưa đi cấp cứu và điều trị cho anh Phúc. Điều đáng nói là nơi đây luôn để tình trạng xe container đầu kéo vào mua gạch từ lò đi trong đường dân sinh quá tải trọng cho phép. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho trên 600 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Tại buổi tập huấn, các em được phổ biến luật giao thông đường bộ, hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đồng hành cùng với Honda khi tham gia giao thông, lái xe, xử lý các tình huống an toàn. Ngoài ra, các em còn tham gia trả lời các câu hỏi có liên quan về kiến thức an toàn giao thông, thực hành tham gia giao thông. Qua đó, các em học sinh được nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, kỹ năng cơ bản để xử lý tình huống nguy hiểm trong quá trình lưu thông trên đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong học đường. Việc người dân uống rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đang triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Với mục tiêu đề ra là kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên địa bàn. Từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Trong thời gian 2 tiếng lập chốt tại khu vực trạm thu phí trên quốc lộ 5, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kiểm soát gần 100 xe, có 6 người điều khiển xe máy trong hơi thở có nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt. Thắng điều khiển xe 89N1 34499. Việc đột xuất uống mấy chén rượu trong cơ thể mình đã có nồng độ cồn thì mình không được phép điều khiển phương tiện ra tham gia giao thông. Thứ nhất là nguy hiểm cho chính bản thân mình, thứ hai là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, bởi khi có lượng cồn trong người, việc điều khiển phương tiện sẽ không tỉnh táo, thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu, gây tai nạn giao thông. Trong thời gian qua thì đội đã tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, trong đó thường xuyên tổ chức kiểm soát về nồng độ cồn và ma túy. Ngoài ra thì tổ chức tuần lưu xử lý đối với xe quá khổ quá tải và lập chốt kiểm tra đối với phương tiện vi phạm về quá khổ quy định. Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông lập chốt, đặt trạm cân tải trọng nhằm xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, tốc độ, xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, tem đăng kiểm. Qua đó, những xe có biểu hiện nghi vấn về tải trọng đều được lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ. Theo báo cáo của cảnh sát giao thông, trong gần 2 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản xử lý gần 2.000 phương tiện, phạt tiền trên 7 tỷ đồng, trong đó có 828 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt hơn 4 tỷ đồng, xử lý vi phạm theo chuyên đề người tham gia giao thông có nồng độ cồn nhằm nâng cao hiệu quả giữ gìn trật tự an toàn giao thông và góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Chuyên mục An toàn giao thông tuần này do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.